xin chào các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình jumping with TOEIC và như các bạn có thể thấy một dạng thông tin rất phổ biến và dễ dàng bắt gặp ở trong cuộc sống ngày nay đó chính là những quảng cáo advertisement và chính vì lý do này ở trong phần thi TOEIC và nhất là phần thi số 7, phần thi đọc hiểu quảng cáo là một dạng bài rất hay được ra vậy thì làm thế nào để có thể đưa ra những câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất khi các bạn bắt gặp dạng bài quảng cáo Chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình Jumping with Tawik số ngày hôm nay nhé. Ok, vậy để dễ dàng hình dung một bài quảng cáo sẽ có kết cấu như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau thử tưởng tượng. Bây giờ mình muốn quảng cáo một sản phẩm gì đó cho công ty hoặc là cửa hàng của mình. À, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có một dòng tiêu đề về tên của sản phẩm dòng tiêu đề này thường rất là to và được thêm các hiệu ứng về chữ cái để thu hút được sự chú ý của người xem và sau đó chúng ta sẽ cần phải thêm những điểm tốt hay là những ưu đãi của sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình đang cung cấp hoặc các bạn có thể bổ sung thêm về thời gian địa điểm hay thậm chí là giá cả À, để chắc chắn rằng chúng ta đang hướng đến đối tượng khách hàng mà chúng ta mong muốn và sau khi chúng ta giành được sự chú ý của những đối tượng khách hàng mà chúng ta hướng đến rồi thì phần cuối cùng chúng ta hãy cho họ cách để liên hệ với mình à, để đặt hàng hay là mua hàng thì thông thường chúng ta sẽ có à, cách là liên hệ qua số điện thoại hoặc là email hoặc là lên trang web hoặc thậm chí là qua thẳng cửa hàng và với kết cấu của một bài quảng cáo như vậy chúng ta cũng sẽ có những dạng câu hỏi tương ứng ở trong bài thi TOEIC. À, dạng câu hỏi đầu tiên đó chính là câu hỏi à, sản phẩm nào hay là dịch vụ nào đang được quảng cáo. Và câu hỏi thường thấy ở đây đó chính là what is being advertised. Và thông thường ở trong bài thi TOEIC, các quảng cáo thường xoay quanh bốn chủ đề chính. Thứ nhất đó là một sản phẩm. Thứ hai là một dịch vụ. Thứ ba là một chương trình. Hoặc thứ tư là một tin về tuyển dụng và trong đa phần các trường hợp thì các bạn đọc phần tiêu đề của một quảng cáo các bạn cũng đã có thể đoán ra được uh, sản phẩm hay là dịch vụ mà đang được quảng cáo là gì rồi tuy nhiên sẽ có một vài trường hợp khó chúng ta sẽ cần phải đọc uh, gần như là toàn bộ quảng cáo để đưa ra được câu trả lời đúng uh, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với ví dụ đầu tiên the perfect gift imagine sharing a new special picture every day of the year with friends and loved ones Gold Coast Imaginations Inc. will use images that you provide to create a personalized daily calendar using images of special people, memorable places, or important events. Just go through your photo album and select pictures you want to include. We will use your digital images or traditional print photographs to create a personalized gift. Birthdays, anniversaries, and the dates of special events can be indicated for no additional fee. One of our consultants will help you choose from dozens of formats and styles. For more information, please give us a call at 07 or visit us online at www.gci.co.au. Number 1. What is being advertised? A. Travel postcards. B. Photograph albums. C. Birthday cards. D. Personalized calendars. Number two, according to the advertisement, what will the consultant do? A. Provide free price estimates. B. Give advice about design options. C. Photograph family members. D. Create an online gallery of photographs. What is being advertised? Và... để ý đến tiêu đề của bài quảng cáo chúng ta thấy đó là the perfect gift tức là một món quà tuy nhiên khi nhìn qua cả bốn phương án a b c d thì cả bốn cái này đều có thể làm được quà đúng không ở phần đầu tiên của phần quảng cáo các bạn có thể dễ dàng thấy là công ty này sẽ sử dụng ảnh để tạo ra một cái personalized daily calendar và đáp án đi là đáp án chúng ta cần phải khoanh ở đây và dạng câu hỏi tiếp theo thì đề thi sẽ đánh vào phần thân của bài quảng cáo bằng cách hỏi về những thông tin chi tiết cụ thể của bài quảng cáo này ví dụ như là các uh, chương trình khuyến mại là gì uh, thời gian kéo lại bao lâu hay là mức giá là như thế nào và để làm tốt được dạng câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải nắm rõ kết cấu của bài quảng cáo sau đó sẽ xác định phần thông tin mà chúng ta cần tìm sẽ nằm ở đoạn nào và sau đó chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật scan bằng cách là với mỗi một câu hỏi đề bài sẽ có một cái từ khóa quan trọng nhất và chúng ta sẽ tìm từ khóa này hoặc là những từ đồng nghĩa với nó ở trong phần quảng cáo để à, tìm ra được thông tin của câu trả lời. Cùng với quảng cáo vừa rồi thì chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai. Và các bạn có thể thấy là câu hỏi này hỏi về thông tin về người consultant. Vậy nên chúng ta sẽ dò tìm à, thông tin ở phần đoạn cuối của bài quảng cáo và chúng ta sẽ tìm thấy rằng là Help you choose from dozens of formats and styles. Có nghĩa là giúp các bạn uh, lựa chọn giữa hàng tá những uh, định dạng và kiểu cách và đáp án và chúng ta cần phải chọn ở đây nó chính là đáp án B. Đó là đưa ra những cái lời khuyên về các lựa chọn thiết kế và dạng câu hỏi thứ ba chính là dạng câu hỏi suy luận từ các thông tin ở trong quảng cáo. Uh, ví dụ như uh, quảng cáo này hướng đến đối tượng khách hàng nào? hay là điều gì có thể rút ra được từ quảng cáo này à, và để làm tốt được dạng câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải đọc lướt và nắm được nội dung của bài quảng cáo sau đó liên kết một vài thông tin cần thiết và đưa ra được kết luận của mình à, Vậy thì các bạn hãy cùng nhau xem ví dụ sau đây Karanja Tea Plantation Tour Karanja Road Mogolo, Kenya Phone 254 Two seven five zero zero one five. Surrounded by beautiful scenery and located just one hour outside Nairobi, the historical Karanja tea plantation provides the perfect respite from the city noise and crowds. Join us on our tour and learn how tea is grown, harvested, and processed. Visitors begin with a scenic tour around the grounds of the plantation to view tea plants from seedlings to mature bushes. The harvest season runs February through November, and guests can watch as these leaves are carefully picked by hand. This walk is followed by a tour of the tea processing facility where the raw leaves are dried and packaged. The tour concludes with a tasting of our most popular teas and a traditional snack in our tea house cafe. Our gift shop offers a wide array of specialty teas and a selection of original designs teapots and accessories for purchase these reasonable price tours are available wednesday through sunday from 9 a.m. to 5 p.m. the farm is closed december and january. a shuttle bus, which can accommodate up to 12, is available if you need transportation from nairobi. it departs from capital market on neju street at 9 a.m. and returns at 5 p.m. please call a day in advance if you wish to request bus service. what is indicated about the karangin tea plantation? a. It operates a tea shop on Street. B. It offers discounts for large groups. C. It gives tours only during harvest season. D. It opened one year ago. Trước hết chúng ta hãy cùng nhau phân tích uh, kết cấu của bài quảng cáo này nhé. Đầu tiên, đây sẽ là một bài quảng cáo về một tour du lịch về một nông trại trà. Và phần đầu tiên sẽ nói về các cái trang trại và những điều mà du khách được làm ở trong cái tour này và phần tiếp theo, đề bài sẽ nói về giờ giấc của tour và cách đặt dịch vụ xe bus. Và đối với dạng câu hỏi như thế này thì chúng ta không có cách nào khác ngoài việc là phải thử từng đáp án một để xem đáp án đó là đúng. Với câu A, chúng ta có từ khóa đó chính là từ Ngugi Street và từ này sẽ nằm ở phần cuối của đoạn quảng cáo và các bạn thấy là không có thông tin nào liên quan đến một quán trà cả, cho nên đáp án này là đáp án sai. Tiếp tục với đáp án B, thông tin này sẽ liên quan đến việc đặt tour, cho nên chúng ta sẽ à, tìm nó ở phần thứ hai của bài. và các bạn có thể thấy là không có thông tin nào nói về việc giá cả đặt theo nhóm cả, cho nên đáp án này cũng là một đáp án sai. Với câu C, à, câu này nói về thời gian của tour và chúng ta hãy cùng nhau xem ở phần sau của bài quảng cáo, chúng ta có thể thấy là nông trại được đóng cửa vào tháng 12 và tháng 1. Và với từ khóa là harvest season có nghĩa là mùa thu hoạch thì chúng ta lại tìm thấy ở phần bên trên. Cái mùa thu hoạch này thì chạy từ tháng 2 đến tháng 11. Và các bạn có thể thấy là hai thông tin này hoàn toàn ăn khớp với nhau và chúng ta sẽ lựa chọn đáp án C là đáp án chính xác. Thế còn đáp án D thì nói về uh, trang trại, chúng ta sẽ xem ở phần đầu tiên. Và đối với đáp án D thì chúng ta có thể thấy nó mô tả về trang trại này và chúng ta sẽ cần phải xem ở phần đầu tiên ở trong đề bài người ta sử dụng từ historic có nghĩa là lâu đời để mô tả về trang trại này cho nên đáp án D cũng là một đáp án sai vậy thì chốt lại câu này chúng ta khoanh đáp án C OK vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau áp dụng chiến thuật làm bài đó vào các ví dụ cụ thể nhé các bạn hãy cùng nhau đến với ví dụ đầu tiên Questions one through two refer to the following advertisement Getaway tours. Get away from it all with Getaway tours. Visit Niagara Falls. We offer two fantastic tour packages. Choose the one that's right for you and your family. Package one Boat tour of Niagara Falls, morning or afternoon. Two day, one night accommodations at nearby Hotel Niagara. 15% discount on rental car. 20% discount at the Niagara Falls Souvenir Shop. Adults 18 to 68.

Number 2. How much would a 70-year-old person pay for the package that includes a firework display? A. $120. B. $100. C. $80. D. $140. Và nhìn vào ngay phần tiêu đề của bài quảng cáo, chúng ta biết ngay đây là quảng cáo về một tour du lịch. Và chúng ta sẽ có hai uh, package, tức là hai gói du lịch chính gói du lịch đầu tiên bao gồm 4 đặc điểm. Và gói du lịch thứ hai thì tương đương với gói đầu tiên và cộng thêm hai đặc điểm khác. Và các bạn cũng có thể thấy với mỗi gói du lịch thì các mức giá được chia theo làm 4 độ tuổi. Đó là adult từ 18 đến 64, từ 65 trở lên, từ 13 đến 17 và từ 5 đến 12. Và cuối cùng sẽ là phần thông tin có số điện thoại và trang web Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với các câu hỏi. Number 1. What discount is offered on the cost of renting a car? A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%. Câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu hỏi dạng thông tin chi tiết và từ khóa của chúng ta đó chính là từ renting a car và trong bài chúng ta sẽ tìm thấy một cụm từ tương tự đó chính là rental car và đối chiếu sang đáp án chúng ta sẽ thấy đó chính là đáp án B là 15%. Câu hỏi thứ hai sẽ là một câu hỏi suy luận và bắt chúng ta kết nối hai thông tin ở trong bài với nhau, đó chính là cái firework display và tương ứng chúng ta có thể thấy là chỉ có gói package thứ hai thì mới có bắn pháo hoa, cho nên chúng ta kết hợp lại và đáp án chính là đáp án A. Rồi và trong ví dụ vừa rồi thì có một vài À, từ vựng hay và chúng ta cần phải lưu ý à, từ đầu tiên là chính là từ package à, trọng âm ta rơi vào âm tiết đầu tiên các bạn đọc lại theo mình nhé package package pa rồi đây có nghĩa là các gói và nó là danh từ à, động từ của nó chính là từ pack đóng gói từ tiếp theo accommodation và các bạn thấy là nếu một từ có đối thì trọng âm thường rơi vào À, âm tiết trước đó tức là day và chúng ta sẽ có accommodation từ này có nghĩa là nơi ăn trốn ở và nó có một họ từ động từ của nó chính là từ accommodate có nghĩa là cung cấp nơi ăn trốn ở và chúng ta có một tính từ của động từ này rất hay đó chính là từ accommodating à, có nghĩa là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và từ này sẽ bằng nghĩa với từ helpful và từ cuối cùng souvenir từ này chúng ta nhấn trọng âm vào à, âm tiết cuối cùng và chúng ta có âm tiết đầu tiên là một trọng âm phụ chúng ta sẽ đọc là souvenir souvenir và từ này có nghĩa là quà lưu niệm đây là một phần không thể thiếu khi mà các bạn đi du lịch à, chúng ta phải mua những món quà lưu niệm về cho những người bạn và người thân của mình đúng không chúng ta hãy cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo Hotel Bella, Andorra, Madrid, Spain. Find out what people are saying about us. This was our first day at Hotel Bella, and it was definitely worth every cent. Wonderful, friendly service, sparkling clean rooms. Wonderful. Thank you for a great few days. JG. The service was excellent. Everything was in working order, and the staff was courteous and warm. Very, very nice. Don't change anything. RS. Absolutely fabulous. The front desk staff was extremely helpful with directions to points of interest in the area. The restaurant, the dinner menu in particular, was simply superb. We have stayed at numerous hotels, but this has to be the best. LG. On day one, I was pleasantly surprised by the complimentary breakfast. I am going to tell all my family and friends to visit your hotel when they travel to Madrid. KK. Hotel Bella is close to public transportation, the city center. Theaters, the museums, an excellent location for the travelers who want to do it. EM 164. According to the advertisement, what is provided for free at the hotel? A. A meal. B. A theater ticket. C. Transportation to the city center. D. The first night's lodging. 165. What is not mentioned about the hotel? A. Clean rooms. B. Friendly staff. C. Reasonable rates. D. Convenient location. Và nhìn vào tiêu đề của quảng cáo này, chúng ta có thể thấy đây là một quảng cáo về một khách sạn. Và quảng cáo này có một kết cấu khá đặc biệt, đó chính là nó được cấu thành từ những lời phản hồi, những lời bình luận của khách hàng. Và dẫn đến là các câu hỏi ở trong bài đều được hỏi dưới dạng thông tin chi tiết. Đối với câu hỏi số 1, chúng ta thấy từ khóa quan trọng nhất đó chính là từ free là miễn phí vậy thì với kỹ thuật scan chúng ta sẽ cần phải tìm ra từ free hoặc những từ khác đồng nghĩa với nó ví dụ như là free of charge hoặc là complimentary hoặc là đối với đồ ăn thức uống chúng ta sẽ có một cụm từ đó chính là on the house và trong bài này chúng ta sẽ tìm thấy cụm từ đó là complimentary breakfast và đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án A, a meal, một bữa ăn nó tương ứng với bữa ăn sáng. Đối với câu hỏi thứ hai để bài hỏi rằng điều gì không được nói về khách sạn này và cho nên chúng ta cần phải thử lần lượt các phương án. À, phương án A có thể tương ứng với phần sparkling clean rooms. Phương án B sẽ tương ứng với the staff was courteous and warm và phương án D sẽ tương ứng với excellent location và chúng ta cần phải chọn phương án C reasonable rate là giá cả hợp lý thì chúng ta không thể tìm thấy ở trong bài quảng cáo này. Vậy thì khi nói về một khách sạn nào đó chúng ta sẽ thường nói về phòng ốc room sẽ có những từ để mô tả như là clean, tidy, hoặc là dirty nói về các bữa ăn ở trong khách sạn chúng ta sẽ có à, những từ như là free complimentary à, có nghĩa là miễn phí hoặc là từ superb, supert có nghĩa là rất tuyệt vời tiếp đến nói về staff tức là người nhân viên chúng ta sẽ có từ helpful friendly courteous À, và cả ba từ này thì đều có nghĩa là thân thiện và rất sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và tiếp theo về mức giá price à, ngoài từ price ra chúng ta còn có một từ khác đồng nghĩa với nó là chính là từ rate và để mô tả các mức giá chúng ta có những từ như là reasonable, fair à, hai từ này có nghĩa là hợp lý còn một từ tiếp theo đó là từ affordable và cuối cùng chúng ta nói về các địa điểm location. Chúng ta sẽ có hai từ thường gặp đó chính là từ convenient có nghĩa là uh, tiện lợi hoặc là từ prominent uh, cũng có nghĩa tương tự luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang ví dụ tiếp theo nhé. Office assistance needed. A financial service firm in central Dublin seeks a reasonable and organized individual to provide part-time support to a senior account manager in charge of high-profile customer accounts. the assistant will be expected to carry out a range of tasks from simple cleric duties to complex assignments requiring some project management skills the successful candidate will have a minimum of five years of experience in similar role in addition excellent verbal and written communication skills proficiency in the use of industry-specific and general office software and the ability to thrive in a fast-paced work environment are necessary a university degree is preferred, but candidates with secondary school certificates are also eligible. Hours will be eight thirty AM to three PM, three days a week. The specific hours cannot be changed, but there is some flexibility regarding the days of the week. The candidate must be able to start on february first. The salary offer will be commensurate with the candidate's experience in education. Interested individuals are encouraged to send an email with the resume and the names of three professional references to Dennis Doevin, Director of Human Resources, at ddoevin at sagefinance.ie. Number one In what area of the company will the assistant most likely work? A. Client Account Services. B. Human Resources. C. Information Technology. D. Financial Research. Number two what is not a requirement of the position? A. Computer skills. B. Previous work experience. C. A university degree. D. The ability to write well. Number three. What is negotiable? A. The working hours. B. The working days. C. The start date. D. The job responsibilities. và với ví dụ tiếp theo các bạn có thể thấy đây là một tin tuyển dụng và vị trí chúng ta đang tuyển đó chính là vị trí office assistant và phần đầu tiên của tin tuyển dụng này người ta nói về vai trò nhiệm vụ của vị trí đó tiếp theo là nói về các điều kiện các yêu cầu để một ứng viên cần phải đáp ứng phần tiếp theo sẽ nói về giờ giấc làm việc các chế độ về lương thưởng và cuối cùng đó chính là cách thức mà các ứng viên có thể ứng tuyển cho vị trí này và câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu hỏi bắt chúng ta cần phải suy luận đó chính là vị trí này sẽ làm việc ở đâu và để biết được vị trí này làm việc ở đâu thì chúng ta sẽ cần phải xem nghĩa vụ của vị trí này là gì đúng không và chúng ta sẽ theo dõi ở phần đầu tiên của bài quảng cáo chúng ta sẽ thấy nhiệm vụ của vị trí này đó chính là provide part time support to a senior account manager, à, có nghĩa là hỗ trợ cho một account manager và dẫn đến chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây đó chính là đáp án A, client account services. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi dạng thông tin chi tiết và lại hỏi dưới dạng là đáp án nào là đáp án không đúng thì chúng ta cần phải thử lần lượt các phương án à, và chúng ta thấy nó hỏi về các cái requirement tức là các yêu cầu của công việc chúng ta sẽ theo dõi ở phần thứ hai à, và các bạn có thể thấy là trong đề bài chúng ta có cụm từ five years of experience in a similar role sẽ tương ứng với đáp án B tiếp tục chúng ta thấy có excellent verbal and written communication skills à, và thông tin này sẽ tương ứng với đáp án D tiếp tục proficiency in office software sẽ tương đương với đáp án A. Và các bạn có thể thấy đáp án C có xuất hiện nhưng chúng ta hãy đọc kỹ hơn một chút đó là gì? A university degree is preferred but candidates with secondary school certificate are also eligible. Có nghĩa là bằng đại học thì được ưu tiên nhưng mà nếu mà ai đó có bằng phổ thông thì cũng có thể uh, đủ tiêu chuẩn rồi cho nên đáp án mà chúng ta cần phải chọn ở đây đó chính là đáp án C và câu hỏi thứ ba sẽ là một câu hỏi về phần thông tin chi tiết và từ khóa đó chính là từ negotiable uh, cái gì có thể thương thảo được vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem ở phần giờ giấc uh, và phần lương thưởng nhé và các bạn có thể bắt gặp một thông tin đó là there is some flexibility regarding the days of the week và thông tin này sẽ tương ứng với đáp án B của chúng ta rồi và trong ví dụ này chúng ta có rất nhiều từ vựng hay về vấn đề công việc mà chúng ta cần phải biết nhé. Từ đầu tiên là chính là từ individual âm cuối nó là âm dual dual individual từ này có nghĩa là cá nhân và chúng ta sẽ có kỹ năng làm việc cá nhân đó chính là individual working skills và nó sẽ nó khác với kỹ năng làm việc nhóm đó là teamwork skills từ tiếp theo chúng ta sẽ có từ carry out. À đây là một cụm phrasal verb của từ carry và từ carry out sẽ có nghĩa là tiến hành và đồng nghĩa với từ này chúng ta sẽ có những từ khác như là từ perform hoặc là từ conduct. Từ tiếp theo chúng ta sẽ có đó là từ duty. Duty có nghĩa là một nghĩa vụ và đồng nghĩa với nó chúng ta sẽ có từ task hoặc là từ assignment. Từ tiếp theo sẽ là Verbal có nghĩa là thuộc về khả năng nói và bên cạnh từ verbal chúng ta cũng có một từ khác tương đương là chính là từ oral, oral. Vậy thì để nói về khả năng nói chúng ta có từ verbal skills hoặc là oral skills. Từ tiếp theo sẽ khá là khó đọc bởi vì nó thay đổi qua lại giữa âm và âm sh. À, các bạn để ý nhé. Proficiency, proficiency, proficiency. -si. từ này có nghĩa là sự thành thạo về một lĩnh vực nào đó. và chúng ta có thể có một từ khác thay thế cho từ này, đó chính là từ khả năng uh, ability. từ tiếp theo, flexibility. với những từ có đuôi ity cũng giống như với đuôi shin hay là đuôi ik thì trọng âm thường rơi vào trước nó. À, chúng ta sẽ có từ này đọc là flexibility, flexibility có nghĩa là sự linh hoạt hoặc sự dẻo dai và chúng ta sẽ có tính từ của từ này đó chính là từ flexible và từ cuối cùng mà các bạn cần phải để ý đó chính là từ commensurate commensurate đây là một tính từ và có nghĩa là tương ứng có nghĩa là mức lương mà các bạn nhận được sẽ tương ứng với năng lực của các bạn commensurate vậy thì sang phần đoạn văn đôi thì chúng ta hãy cùng nhau xem một quảng cáo khi kết hợp với một văn bản khác thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nhá và trước hết thì tôi xin nhắc lại với các bạn là đối với mỗi một bài đoạn văn đôi chúng ta sẽ có tổng là 5 câu hỏi trong đó có hai câu hỏi về đoạn văn thứ nhất hai câu hỏi về đoạn văn thứ hai và cuối cùng sẽ có một câu hỏi thứ năm là hỏi về một thông tin mà chúng ta phải liên kết giữa hai đoạn văn với nhau vậy thì các bạn hãy cùng nhau đến với ví dụ đầu tiên nhé. New from Kelser Publishing, Our Friends in the Sky by Elsa Boloco. Popular nature enthusiast Elsa Boloco has written what may be the definitive guide to bird watching. Having traveled the world for more than a decade, Dr. Boloco has observed and cataloged over 400 species of birds. And the result is a superbly written book that even casual admirers of birds will find hard to put down. The book provides information about every species Dr. Boloco has observed but gives special attention to 50 birds that she considers to be the most intriguing. Detailed and entertaining descriptions of these birds are accompanied by color photographs from acclaimed nature photographer Thomas Roach. In addition, the introduction of ornithologist Erica Faber offers a substantial overview of bird ecology. Whether you're an avid bird watcher, or simply a lover of nature books. Our friends in the sky will be a valuable addition to your library. About the author. Elsa Boloco is one of the world's premier ornithologists, formerly a professor at Arizona Eastern University. Dr. Boloco has traveled the world to study birds behavior. She's currently the host of her own television show, Getting to Know Nature. Dr. Boloco lives in Rio de Janeiro, Brazil. Notable Book of the Month reviewed by Da Ho Han. Our Friends in the Sky by Elsa Boloco. Illustrated, 450 pages. Kelser Publishing, $29.95. Fans of Elsa Boloco's successful television show, Getting to Know Nature, will be delighted to learn that she has published a book detailing her lifelong study of birds around the world. While a faculty member at Arizona Eastern University, Dr. Balocco studied hundreds of birds, cataloging their physical characteristics, eating habits, and traveling patterns. All of this information is neatly captured in the book's intricate charts and thorough appendix. However, much of the pleasure of the book's come from the author's recounting of her personal experiences as she observed these magnificent creatures, as well as from the stunning color photographs by the skillful Thomas Roach. Overall, the book should appeal to the casual reader, although the section by Erica Faber seems out of place and too technical for a non specialist. Number one, what is probably true about the fifty birds chosen by Elsa Boloco? A. They are native to South America. B they are birds she observed most frequently. C. They have the most unusual characteristics. D. They are well known throughout the world. Number two, what is not mentioned about Elsa Boloco? A. She has traveled internationally. B. She has taught at a university. C. She has worked on a television program. D. She has published several books. Number three, what is suggested about Thomas Roach? A. He lives in Brazil. B. He teaches nature photography. C. He is highly regarded in his field. D. He's an award winning writer. Number four, according to the review, what is included in Our Friends in the Sky? A. Bird watching advice. D. Personal stories. C. Wildlife drawings. D. Travel recommendations. Number five. What part of the book does the reviewer think is the least successful? A. The introduction. B. The appendix. C. The bibliography. D. The illustrations. Và các bạn có thể thấy uh, văn bản đầu tiên đó chính là một phần quảng cáo về một cuốn sách. Và ở phần đầu tiên thì quảng cáo này nói về nội dung của cuốn sách à, và cụ thể đây là nói về các loài chim. Và tiếp tục phần thứ hai sẽ là một phần giới thiệu về tác giả của nó, bài review về cuốn sách được quảng cáo ở bên trên. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào các câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên sẽ là một dạng câu hỏi chi tiết và từ khóa đó chính là từ 50 birds, có nghĩa là 50 loại chim được chọn bởi tác giả. Và Thông tin này sẽ xuất hiện ở trong bài quảng cáo và ở phần đầu tiên đúng không nào? Và chúng ta hãy cùng nhau xem. Vậy thì bây giờ nhìn vào bài quảng cáo chúng ta sẽ thấy có thông tin đó là 50 birds that she considered to be the most intriguing. Và để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta buộc phải biết nghĩa của từ intriguing. Từ intriguing là một tính từ và từ này có nghĩa là hấp dẫn, cuốn hút vì mang một đặc điểm gì đó kỳ lạ. Và chúng ta hãy cùng nhau đọc lại từ này nhé Intriguing Intriguing Và dĩ nhiên đáp án tương ứng sẽ là đáp án C Câu hỏi thứ hai lại là một câu hỏi về thông tin chi tiết Đáp án nào không phải là đáp án đúng Và câu này lại hỏi về thông tin về tác giả Chúng ta sẽ xem ở nửa sau của bài quảng cáo Và khi nhìn vào bài quảng cáo chúng ta có thể thấy Đó là formerly a professor at a university và đây sẽ tương ứng với đáp án B của chúng ta, đó là cô ấy đã từng giảng dạy ở một trường đại học. Tiếp tục chúng ta có từ has traveled the world. Nó sẽ tương ứng với đáp án A, có nghĩa là đi du lịch vòng quanh thế giới. Tiếp tục đó là currently the host of her own television show thì điều này sẽ tương ứng với đáp án C, đó là đang làm việc với một chương trình truyền hình. Và đáp án chúng ta nên chọn đó chính là đáp án đi. Và chúng ta vừa có hai câu hỏi hỏi về phần quảng cáo và ba câu hỏi tiếp theo thì hai câu hỏi sẽ hỏi về bài review và một câu hỏi sẽ là một thông tin nào đó uh, mà bắt chúng ta kết nối giữa bài quảng cáo và phần review để đưa ra được câu trả lời. Uh, chúng ta cùng nhau sang câu hỏi thứ ba. Đây là dạng câu hỏi thông tin chi tiết và keyword của câu hỏi này đó chính là tên của người này luôn. Thomas Roach. Khi Uh, do tìm tên của người này ở trong bài chúng ta sẽ thấy có hai uh, chỗ xuất hiện đầu tiên đó là acclaimed nature photographer và thông tin thứ hai đó chính là the skillful và cả hai ý này thì đều tương ứng với đáp án C một người uh, nổi tiếng và được tôn trọng ở trong lĩnh vực của mình câu hỏi thứ tư sẽ là một dạng thông tin chi tiết và hỏi về bài review uh, người ta hỏi điều gì được bao gồm ở trong cuốn sách và chúng ta tìm ở trong bài review và sẽ bắt gặp một thông tin đó là the author's recounting of her personal experiences. Và đáp án này sẽ tương ứng với đáp án B. Cuối cùng câu hỏi số 5 sẽ là một câu hỏi mà bắt chúng ta kết nối giữa đoạn quảng cáo và bài review đúng không? Ở đây đề bài hỏi rằng là phần nào của cuốn sách người reviewer thấy là kém thành công nhất. Thì khi mà xem ở phần review chúng ta sẽ thấy có although the section by Erica Faber seems out of place and too technical for a non-specialist. Vậy thì ở trong bài review người ta nói cái phần của ông Eric Faber uh, thì là kém thành công nhất, cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng cái tên Eric Faber và khi dò tên Eric Faber ở trong bài quảng cáo chúng ta có thể thấy đó là the introduction by Erica Faber và chúng ta có thể chọn được đáp án đúng đó chính là đáp án A. Ok, và sau đây sẽ là một vài từ vựng hay ở trong bài đọc mà chúng ta cần phải lưu ý nhé. Từ đầu tiên đó chính là enthusiast. Với âm th, các bạn nhớ phải thè đầu lưỡi ra một chút. Enthusiast. Enthusiast. Đây là một danh từ và chỉ một người có một niềm đam mê với một thứ gì đó. Ví dụ, nếu nói là một người đam mê về ẩm thực sẽ là a food enthusiast hoặc là đam mê về bóng đá, a football enthusiast. Từ tiếp theo, definitive. Từ này có nghĩa là the best, cái tốt nhất ở trong loại của nó. Và các bạn nên cẩn thận một chút bởi vì từ này rất dễ bị nhầm sang từ definite và từ definite có nghĩa là rõ ràng. Từ tiếp theo delighted, à, từ này chúng ta đã học ở trong bài emails rồi đúng không? và có nghĩa là vui. Từ tiếp theo magnificent, 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 từ này có nghĩa là rất đẹp và cuốn hút, rất ấn tượng và chúng ta sẽ có một từ đồng nghĩa khác cũng ở trong bài đó chính là từ stunning 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 và cuối cùng đó chính là một cụm động từ appeal to. Appeal to có nghĩa là thu hút ai đó và chúng ta sẽ có từ đồng nghĩa với từ này là chính là từ attract. Và từ appeal sẽ có một họ từ tính từ của nó đó chính là từ appealing thì tương đương với từ attractive. Rất là hấp dẫn. Ok, vậy thì chúng ta đã vừa đi qua một số ví dụ về dạng bài quảng cáo và tôi hy vọng rằng với những ví dụ này các bạn có thể hiểu và làm chủ được dạng bài quảng cáo ở trong phần thi số 7 trong bài thi TOEIC. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những từ vựng mà chúng ta đã học ở trong số ngày hôm nay. Vocabulary. Number 1, package. Number 2, accommodation. Number three, accommodate. Number four, accommodating. Number five, souvenir. Number six, room. Number seven, meals. Number eight, staff. Number nine, price. Number ten, location. Number eleven, individuals. Number twelve, carry out. Okay, vậy thì bây giờ các uh, Silver Poseidon Cruiser. Do you want to see the world? Then plan to visit the Silver Poseidon Cruiser Career Fair on Tuesday, November fifteenth, from nine a.m. to four p.m., or Wednesday, November sixteenth, from five p.m. to nine p.m. We are looking for food servers, entertainers, and maintenance staff to work aboard our many vessels. Free travel is just the beginning when you work for Silver Poseidon Cruise. We offer paid training, great benefits, and opportunities to advance. Applicants should have at least three years of related work experience as well as communication skills and be able to work nights and holidays. Selected applicants will be called back for a second interview by Sunday, November 20th. For advanced registration, please visit our website at www.silverposeidoncruises.com by Sunday, November 13th. For more information, please call 1 800 555 7962 or email Elena Ruse at Ruse at silverposeidoncruise.com. 159. Where will the employees who are hired for the advertised positions work? A. At an amusement park. B. At a jewelry shop. C. On a cruise ship. D. In a factory. 160. What benefit is not mentioned in the advertisement? A. Time off for holidays. B. Free travel. Career advancement opportunities. D. Paid training programs. 161. How are interested people instructed to register? A. By visiting the corporate office. B. By calling Ms. Ruse. C. By sending an email. D. By going to the website. Ok, nếu như các bạn đã có được câu trả lời cho mình thì hãy nhanh tay comment ở trên fanpage của VTV7 để nhận được những phần quà thú vị đến từ chương trình nhé. Chào các bạn, tôi là Quang và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình sắp tới. Xin ạ.